Rồi, ok, xin chào các bác. Thì em vừa về được một ít cái cục pin của con LG V50 các bác nhé. Thì cái mã của con LG V50 ấy, nó là BLT42. Đấy. Thì đây là cục pin zin và mới tinh các bác nhé. Có nghĩa là zin new đấy các bác ạ. Thì nó là mới tinh và chưa hề sử dụng. Và đây là cục pin mà tốt nhất dành cho V50 rồi. Thì không có cái loại nào tốt hơn được nữa. Trừ những trường hợp như kiểu là độ pin lên 4.500 hoặc 5.000 thì không nói, nhưng mà cục pin này nó là pin zin theo của nhà máy các bạn nhé, của pin của zin zin của LG ấy, không phải là hàng linh kiện hay hàng fake gì đâu. Thì đây em cũng có vài cái cục pin hàng linh kiện đây các bác, thì các bác nhìn cái mẫu mã của hàng linh kiện này và để các bác phân biệt được với cái cục pin zin các bác nhé. Thì cục pin zin này hiện tại đây, cục pin zin này là dành cho cái thị trường của Nhật Bản này, nên như các bác nhìn thấy này, đấy có cái từ Japan này này, đấy. Thì đây ba cục pin tay trái này này, nó là cục pin linh kiện các bác nhé, đấy, hoặc có bác gọi là pin lô cũng được. Còn cục bên tay phải của em ấy, nó là cục zin nhé, zin lưu của nhà máy luôn. Đấy, các bác nhìn này, đấy, các bác chú ý phân biệt cái mẫu mã ấy, cái tem mác ấy. Thì thường thường những cục pin linh kiện ấy là những cái là ở cái chỗ phần 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 đầu này, phần màu đen này, nó đã bằng cái miếng rất là không phải bằng nhựa ấy, kiểu là nó rất là mềm mềm ấy. Cũng có cục nó bằng nhựa nha các bác nhá. Đây cũng những cục, đây cũng là cái linh kiện nhưng mà nó bằng nhựa nhá. Thì cái cục zin new ấy, nó cũng bằng nhựa nha các bác nhá. Thì cái này thì các bác nếu mà phân biệt bằng cách là nhìn cái miếng này thì nó hơi khó, cho nên các bác nhìn đa số là phải nhìn cái phông chữ này, này đấy, cái kiểu dáng này đấy, cái phông chữ này đấy. Thường thường có một cái điểm mà em dễ nhận biết nhất, đó là việc mà nhìn cái phông chữ này thôi, hoặc là nhìn 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 cái viền nó cắt vát như này này đấy. Đấy. Thì thực sự là nếu như bác nào mà không 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 rành về 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 pin của LG ấy, thì thường thường là sẽ không 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 phân biệt được đâu. Tại vì giờ cái ông nào bán hàng pin này ấy, cũng nói là pin mình là pin zin nhá các ông nhé. Em thật sự là trước đây em đi tìm mua cái pin zin zin new này thì ông nào cũng nói là mình là hàng zin, nhưng mà khi mà em bảo là chụp cái hình thực tế cái sản phẩm cái cục pin ấy, thì mới biết được đấy là toàn là linh kiện thôi. Thì anh em mua của ai cũng được thôi, anh em cứ bảo người ta là chụp cho cái ảnh thật thì là sẽ biết được ngay là pin zin hay pin pin lô thôi các bạn. Đấy. Ngoài ra ấy, thì các bác nhìn cái phần mặt sau nữa. Đây nhìn mặt sau này các bác nhìn này. Đấy. Đấy, cái cục zin new vẫn ở bên tay phải nhé các bác nhé. Đây nhỉ. Cục zin new thì nó sẽ có cái từ có cái mã là ALT này, ATL này. Đấy, có nhìn thấy không? ATL này. Đấy. À, quên, đúng rồi, ATL đấy. Thường thường nó có cái từ đấy. Còn những cái cục pin khác ấy, thì là nó không có đâu. Đây, có cục thì không có cái gì luôn. Đấy, cục thì còn mã ở đâu ấy. Đấy, nói chung là nếu như mà các bác muốn 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 dùng một cái cục pin mà nó ổn định và nó là trâu bò nữa, và nói chung là dùng nó yên tâm ấy, thì nên mua một cục pin zin new các bác nhé. Đấy, thì đương nhiên zin new thì nó sẽ đắt hơn chút, em đang bán 250.000. Còn những cái cục pin kiểu linh kiện như này thì em vẫn đang có nhé. Em có thì cục pin đều đều này em chỉ bán được 150.000 thôi, thì vẫn có nhé các anh nhé. Đấy, và ngoài ra ngay cả trong cái cục pin của LG zin new nó cũng có rất nhiều cho thị trường khác. Đây đây cũng là hai cái cục pin zin nhé, nhưng mà đây là zin bóc máy nhé. Thì khi mà bóc máy thì là những cái phần mặt mặt dưới nó sẽ bị nhăn nheo như này này, thấy có thấy không? Bóc máy ra thì nó không có được thẳng thẳng băng như cái cục mới tinh này đâu. Đấy, cho các bác nếu mà có mua thì cũng nên chú ý nha các bác nhé. Tại vì nhiều ông ấy cũng bán là cục cục bóc máy thì các ông bảo là còn ngon, nhưng mà thực ra là thì cục bóc máy thì là cái cục đã qua sử dụng rồi thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ ngon được bằng cục chưa sử dụng đâu, cái điều chắc chắn. Đấy. Rồi ok, thì anh em nào cần ấy, thì liên lạc em ở số góc màn hình các bác nhé. Thì đây các bác nhìn đây, cái khay nó về nó sẽ như này này. Đấy, nó rất là đẹp luôn và nó rất là chắc chắn luôn. Anh em nào cần thì liên lạc sớm nhé. Tại vì đợt này về không được nhiều đâu.
Ok, và ngoài ra thì em cũng có cả cục pin của G8 nhé. G8 cũng là Zin New các bác nhé. Đây, cũng mã nó đây. Đấy, G8 mã là BLT41 các bác nhé. Thì nó cũng hiện tại em cũng đang có cái cục của dành cho thị trường Nhật Bản các bác nhé. Đấy, cũng y chang như cái cục của V50 này thôi. Đấy, nó là Zin New và là ngon nhất thật sự. Bây giờ các bác nên nếu mà có nhu cầu thay thì mua những cục như này nó mới là chuẩn nhất. Ok, thì đó, nó chỉ có thế thôi. Anh nào cần thì liên hệ em sớm nhé. Ok, chào các bác.